Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 5 tháng 5 trên đài truyền kết thúc số VTC. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của khối khí mát từ phía Bắc trong đêm nay, mưa rào và rông vẫn có thể xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Sang ngày mai thì hình thế thời tiết chi phối các tỉnh Bắc Bộ là vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, khiến cho trời tiếp tục nắng nhiều cùng mức nhiệt độ cao nhất ngày ở các tỉnh đồng bằng ven biển là từ 32 cho đến 34 độ, trong khi các tỉnh vùng núi Trung Du ở vào khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc của một số nơi như là Mường La, Sông Mã, Yên Châu thì nhiệt độ cao hơn có thể đạt từ 37 cho đến 38 độ. Với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, ngày mai vẫn là nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất trên cả nước khi trời phổ biến là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Nhiều nơi ở vùng núi phía Tây nhiệt độ có thể đạt mức 36 cho đến 38 độ nhiệt độ cao cộng với ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khiến cho độ ẩm không khí tại đây xuống thấp trời khô và nóng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của đàn vật nuôi vì vậy để chăm sóc tốt cho vật nuôi thời gian này bà con cần lưu ý vệ sinh chuồng trại thường xuyên đảm bảo sạch sẽ thoáng mát luôn đảm bảo đủ nước uống cho vật nuôi tăng cường thức ăn dinh dưỡng thức ăn chứa nhiều vitamin và chất khoáng để tăng sức đề kháng cho vật nuôi cùng với đó thì bà con lưu ý tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh dịch bệnh có thể xảy ra Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù đã bước sang tháng 5, thời điểm bắt đầu của mùa mưa ở đây, tuy nhiên những cơn mưa rông cục bộ chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Còn ban ngày thì trời phổ biến có nắng nhiều. Thậm chí một số nơi thuộc Tây Nguyên như là tại An Khê, Azunpa, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh của miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt độ trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ thưa bà con hiện nay cây nhãn được trồng rộng rãi ở nhiều địa phương trong cả nước trong đó vùng đồng bằng sông cửu long và miền đông nam bộ có diện tích trồng nhãn ở vào khoảng 34.770 ha và là nơi sản xuất nhãn hàng hóa lớn nhất trong nước. Tuy nhiên do thời tiết khô nóng tại Nam Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho nhện lông nhung, môi giới truyền bệnh chổi rồng trên cây nhãn phát triển, khiến cho nhiều diện tích nhãn bị bệnh. Do đó để phòng trừ bệnh thì bà con có thể áp dụng các biện pháp như là thực hiện tới phun nước đẫm ướt lên tán cây. Bón phân cân đối, tránh bón nhiều đạm làm lá phát triển dễ tạo điều kiện tốt cho nhện lông nhung phát triển. Bà con cũng nên xử lý cho nhãn ra hoa đồng loạt để phun thuốc bảo vệ tốt hơn. Sau khi thu hoạch tiến hành cắt tỉa, loại bỏ cành kém hiệu quả giúp cây thông thoáng hơn. Tiến hành phun thuốc phòng trừ nhện nhung theo hướng dẫn và nên phối hợp một số loại thuốc hơn là phun đơn lẻ từng loại thuốc. Bên cạnh đó tiến hành luân phiên các loại thuốc có gốc thuốc khác nhau để tránh tính kháng thuốc của nhện. Và ngay sau đây xin mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rào và rông ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng, gió đông nam đến nam mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 34 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 36 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.